Thì nhớ vào đây, thêm 4 cái thùng nằm vào đây. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2019 dương lịch. Mình đang làm công tác để gửi những chú đà điểu loại to để cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Nếu như quý vị và các bạn muốn mua con giống đà điểu, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với mình. Số điện thoại là 033 53 059 82. Ví dụ các bạn biết đây là những chú đà điểu rất là to. Dán phiếu đi, dán được luôn rồi còn gì nữa. Năm con thì bắt san ra. Con về đâu đây? Hả? Cái hàng này về Mê Linh Hà Nội nhé, Mê Linh Hà Nội. Tiếp tục. Đây là cái hàng về Trương Mỹ Hà Nội, cái hàng về Trương Mỹ Hà Nội nhé. Trương Mỹ anh ơi. Năm con về Thái đây. Bình. Thái Bình. Năm con về Thái Bình. Thái Bình đấy. To. Hưng Hà Thái Bình.
ba con về đâu ấy? Trương Mỹ. Đấy, 5 con. 5 đủ rồi. Thì nếu có người đến lấy 5 con để cái thùng này. Mấy con này? 10 con. Nốt đơn này hết rồi. Mười con về đâu rồi? Hà Lam. Duy Tiên. Bạch Tường. Bạch Tường. Huyện Duy Tiên, Hà Lam. Các bạn thân mến, đây là những chú gia điểu được xuất ra trong ngày 4 tháng 4 năm 2019. Ví dụ như khách hàng, đây là khách hàng về Duy Tiên, Bạch Tường, Duy Tiên, Hà Nam, và đựng vào 2 thùng, thùng số 2. Đây là... Ây da, bắn nát ấy. Đây, cái này đi Đồng Nai. Đi Đồng Nai các bạn nhé. Chị Tuyết ở Trảng Bom, Đồng Nai. Thùng số 3. Đấy, bắn áp cái gì. Chim trà màu. Nghe là chơi con chim trà màu này đặt ngay con này bắn rất ác luôn. Bắn quá luôn, sáng ra bắn rất khỏe, ấy bắn rất ác.
rất ác luôn. Đấy. Này đi sang lồng để chơi. Này phần đen. Phần đen. Người dán thuốc chưa? Thuốc ở nắp thì thuốc ở thùng. Nắp thì cho sang thùng kia. Này, phần... ở đi. Bỏ con xanh tí đen này đi đổi. Đổi. Ghi Hà Nam đi không nữa, dán xong để trả chỗ nào mà ghi. Cái này ghi được trên ni lông mà anh. Như vậy là hôm nay ngày mùng 4 tháng 4 thì Thao Chim Cô Gái xuất 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 thùng. 9 thùng là điều. 9 thùng. Đây. 9 thùng. Quý vị, bà con ở bất kỳ nơi nào trên Tổ quốc Việt Nam, quý vị các bạn có thể liên hệ đến cái số tổng đài chim cu gáy cũng như đồng đài con giống đà điểu 0335305982 hoặc là 0989177982 gặp đồng chí Thao có biệt danh là Thao Chim Cu Gáy để mua con giống đà điểu. Mọi chi tiết các bạn có thể vui lòng liên hệ theo cái số trên cái bảng đây.
kênh chuyên về chim cu gáy và chuyên con giống đà điểu. Tôi có gửi kèm hướng dẫn chăn nuôi và gửi kèm thuốc để cho các bạn sử dụng trong cái thời gian tuần đầu khi mà nhận con giống đà điểu. Mọi chi tiết các bạn có thể tham khảo trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay, có rất nhiều những cái bài đăng về chủ đề con đà điểu. Đấy, từ những cái việc một số những cái lưu ý, một số những cái lỗi mà các bạn mới nuôi gặp phải. Đấy, và đặc tính. Ngoài ra thì chúng tôi có số điện thoại để các bạn có thể gọi điện tư vấn trực tiếp. Mỗi một con phiếu này thì có đầy đủ thông tin các bạn nhé. Đầy đủ thông tin luôn. Đầy đủ thông tin luôn. Có đầy đủ thông tin luôn. Đi Hà Nam. Như thế. Đầy đủ thông tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và video. Nếu thấy bổ ích, các bạn có thể chia sẻ hoặc là đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới về chủ đề chim cu gáy và con giống đà điểu. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng làm việc thật hiệu quả.